Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review cho các bạn xem chiếc đĩa CD gốc và VCD album của Vân Quang Long và Cẩm Ly nha các bạn. Đây các bạn hãy xem về mặt sau. Album này thì có bạn hit Anh Cố Quỳnh Em, Rồi Cái Mắt Buồn Màng các bạn. Những album này rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong review booklet cho các bạn xem nha. Album này thì booklet nó khá là dày luôn các bạn, hình ảnh rất là đẹp. Đây, những trang sách ảnh này. Bên trong thì có kèm theo lyric của những bài nhạc nữa nha các bạn. Album này thì mình rất là thích luôn. Cẩm Ly với Vân Long ngày xưa cũng ra mắt nhiều album khá là hay, nhưng bây giờ thì tìm kiếm mua rất là khó luôn các bạn, không có dễ. Bạn hãy xem nha. Album này với album Vòng Quanh Ký Túc Xá 2 bây giờ là kiếm hơi khó so với ngày xưa. Bây giờ thì những đĩa gốc này thì cũng có ít người bán các bạn. Như bên Sài Gòn Bafaco thì cũng không còn đĩa này nữa các bạn, kiếm rất khó luôn. Và đây là hai chiếc đĩa nha các bạn, đây chiếc đĩa VCD các bạn hãy xem. Đây là đĩa lòng xanh nha, đĩa VCD lòng xanh, còn đĩa CD là đĩa lòng trắng. Đa phần thì ngày xưa mình thấy như vậy các bạn, CD thì đa phần sẽ lòng trắng, VCD này chỉ là tặng kèm thôi. Theo thời gian thì đĩa lòng xanh nó sẽ dễ bị hư hơn so với lòng trắng. Các bạn hãy xem nha. Bên dưới đây cũng còn booklet nữa các bạn. Album này booklet khá là nhiều luôn, dày nữa, dày và đẹp. Nhiều bản nhạc rất là hay luôn các bạn. Những bài nhạc này thì bây giờ được xếp vào bài nhạc huyền thoại luôn các bạn. Ngày xưa thì đi đâu cũng nghe tới chị Cẩm Ly và Vân Quang Long. Mình thì cũng đang tìm mua những chiếc album của anh Vân Quang Long. Bạn nào có thì comment bên dưới nha, có thể bán lại cho mình. Rồi, mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD và VCD gốc album của chị Cẩm Ly và Vân Quang Long có tên là Anh Cố Quỳnh Em. Mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.